Chào các bạn. Chiếc UPS này theo khách anh khách thông báo ấy bảo là khi mất điện là nó không chạy nha. Cửa quấn nha, UPS cho cửa quấn. Tức là khi mất điện thì vẫn phải có điện kích lên trong này có ắc quy nhá. Để nó sẽ cấp cho motor để cho phần cửa quấn vẫn chạy ấy. Thì nó có nút on up đây này, nó có đèn báo chạy này, đèn báo lạp này, đèn báo lỗi này nha. Thông số của nó như thế này. Thì ở trên này nó có cái nút output ra nhé, input vào là vừa sạc nhé, thì 220 vào đấy. Và khi có đi áp 220 thì nó sẽ đấu thẳng ra đầu ra này luôn. Còn khi mất điện ấy, thì khi mất điện, tức là khi ở đây mất điện này, thì là cái cần phần kích nó sẽ chạy lên và nó cấp 220 đây cho đầu ra đấy. Thì áp đầu vào này nhé. Thì áp đầu ra này khi mang tải này là 200, phải khi mang tải nhé. Sử dụng cho motor 300 đến 500 kg nhé. Thời gian lưu điện là khoảng 48 giờ thì nó hết điện các bạn nhé. Nó phụ thuộc vào cái dung lượng ắc quy bên trong mà. Mình đọc với mọi người có nhìn được cái gì không nhỉ? Và bây giờ mình sẽ test thử nhá. Thì mình thử cắm sạc nhá. Đã cắm. Đó, nó báo lạp nhá. Nó báo lạp và như thế này thì nó sẽ có điện áp ra đây. Đây là mình dùng cái bóng này nhá. Đây mình tắt cái điện đi cho mọi người nhìn nhá. Nó báo lạp và cái đèn này đang nhấp nháy này. Như vậy là con này khả năng có mở siêu lập trình không? Nên mới đưa ra được cái lệnh nhấp nháy thế. Thì 220 vào tức là có điện nó sẽ ra trực tiếp đây rồi. Đó các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ rút điện ra này. Là mất giả lập mất điện nhá. Rút điện ra này. Đấy, nó ở chế độ chạy này. Nhưng mà nó không có điện áp ra. Các bạn thấy chưa? Đây là ban bệnh của nó nhá. Nhưng mình có đo được thì ở đây ra có điện áp ảo sao ấy. Là có điện áp ra đo ở đây được, nó là 100V. Sao lại 50Hz này. Đồng hồ dạo này nó chập chèn quá các bạn ạ. Đấy, ra được 123V này nhá. Nhưng mà cả ra khả năng như nó điện áp ảo thôi. Bởi vì 123V thì cái bóng này nó vẫn phải sáng được một chút cơ các bạn ạ. Ban bệnh của nó như vậy nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu bung lụa. Và bạn nào muốn nó hỏng hóc, xem nó hỏng hóc như nào và mình có sửa được không thì tiếp tục theo dõi nhá. Chờ mình bung lụa nó ra. Như vậy là nó sử dụng là 2 ắc quy đấu nối tiếp nhau rồi. Đúng luôn, để thành 24V nhá. Thì năng lượng 24V thì nó sẽ dòng nó sẽ nhỏ hơn mà so với 12V nhá. Nút ấn này. Nhìn qua nó tổng thể nó một chút nhá. Vừa nãy nó ra là ra sóng gì nhỉ? Thôi chả cần quan tâm sóng nữa. Motor nó chạy được là được mà. Có điện áp ra là ok mà. Đây là tem kiểm định này. Tem của hãng, của ngăn lắp này. Mình đang nhìn để mình hiểu về cái mạch này các bạn ạ. Cái bộ này cảm giác cái bộ này như là bộ, các bạn chờ mình nhìn qua cái đó. Đây là con PIC 16LF1578 gì đấy nhá. Đó là con IC lập trình quản lý hoàn toàn cái mạch, cái máy này chạy đấy các bạn ạ. Thì nhìn qua một chút nhá, mình vừa mới dừng video mình nhìn qua một chút rồi. Mình đang nhìn nó chưa nhận diện được đâu là cái biến áp sạc, chắc là biến áp đây. Con này con Viper 22A nhá. Điện áp AC 220 vào được chỉnh lưu bởi 4 con diode này này, lọc trên con tụ 220 450V này. Sẽ con biến áp coi cấp cho con biến áp và con IC Viper 22A này sẽ lái biến áp này và con đỡ diode chỉnh lưu này. Thì mình đoán đây cái bộ nguồn này chỉ là bộ sạc ắc quy đấy các bạn ạ. Bé tẹo này, thế mới tải. Còn cái biến áp này ấy, thì là nó sẽ như này. Cái biến áp này, biến áp là inverter để nâng áp lên nhá. Điện áp 24V, 2 ắc quy đấu nối tiếp nhau sẽ phần dương, điện áp dương ấy, sẽ vào một điểm giữa, sau đó là quấn ra hai đầu, hai quận ngược nhau, ra đầu này và đầu kia, sẽ tới chân D của dàn MOSFET này, tới chân D của dàn MOSFET này nhá. Còn MOSFET nó mình có thể đọc cho mọi người tên của nó này, chưa tra nó đâu. IRF8010. Chắc là chịu điện áp đến 100V đấy, 10 là 100V, còn không biết là có phải là 80A không. Thì cái con này mở thì từ trường tăng từ 0 lên T. Sau đó lại
con này mở thì từ trường giảm từ T xuống trừ T, nó đảo lại cực tính. Tóm lại là cuộn dây của nó ấy, là nó sẽ có hai cuộn quấn ngược nhau nhá. Điểm chung giữa ấy chính là dương vào. Đó, nó cứ dập mát đấy các bạn ạ. Thì bắt đầu là nó sinh ra từ trường trên lõi ferrit này này. Thì nó có hình như là bốn con diode này, nó sẽ chỉnh lưu ra và nó sẽ tham chiếu, tức là nó FB về cho con IC dao động. Chả biết con dao động là con gì, 3525 nhá. Nó về cho con IC dao động 3525 này, nó tham chiếu ấy là nguồn ra là tầm khoảng 300 V. Mình đoán là 300 V 280 rồi đấy. Lọc trên con tụ có giá trị là 350 V 270 mi này này. Đấy nhá. Từ cái năng lượng DC, từ năng lượng DC 24 V đi qua mạch inverter bao gồm có hệ thống MOSFET, IC dao động và biến áp này sẽ nâng điện áp lên thành là 300 V DC nhá. Tí nữa đo thử cho đúng là 300 V không. Từ cái năng lượng DC 300 V này sẽ được con IC này đưa xung ra lái hai con IR ghép cách ni này, để lái bốn con MOSFET này với dưới dạng cầu H. Con này là con K15Z50D, tức là 15A, 500 V. Nó là bốn con MOSFET này. Bốn con MOSFET này nó sẽ lái chạy theo kiểu cầu H. Nó có bốn xung, nó sẽ chạy cầu H. Mục đích của nó là biến cái năng lượng là biến cái điện áp là 300 V DC trên con tụ này này thành là điện áp là AC 220 V 50 Hz nha các bạn nhé. Và nó sẽ có phải có CT đo dòng này, CT đo dòng nhá. Thì khi mà chúng ta cắm điện trực tiếp ấy thì thông qua hệ thống lấy mẫu nó biết điện áp, có điện áp AC vào ấy thì là con MSU nó nhận diện được này, nó sẽ đưa lệnh ra, nó sẽ tác động, nó đóng con dây len này, thì là cái hai dây đầu vào sẽ chuyển ra thành hai dây vàng này luôn, để ra ngõ ra luôn. Đồng thời cái mạch nguồn xung này chạy để lui hoàn toàn mạch chạy, và đồng thời lúc đấy nó đang sạc tiếp nháy cho cái ắc quy này. Và khi mất điện thì con MSU này nhận diện được mất điện thì nó sẽ cái tiếp điểm này này, có chắc chắn là con dương này này sẽ là phần nó có hai tiếp điểm riêng nhau đấy. Nó sẽ nhả và nó sẽ không lấy điện áp vào 220 nữa nha, mà nó sẽ tức là hai dây vàng ra, không phải lấy hai dây đồng vào nữa, mà là nó sẽ mạch inverter nó chạy và bộ này nó chạy, nó sẽ lấy điện áp của cái chính là cái đầu đầu ra của mạch inverter để chuyển đổi từ 24 V ra thành 220 V đấy. Nó tóm lại là hơi lằng nhằng về cái mạch thiết kế, mình nhìn nhận thì hiểu như vậy nhé mọi người nhé. Ở đây có con 7812 chắc là hạ từ 24 V ra 12 V là nuôi con K3525 này để dao động này các bạn nhé. Rồi kiểu gì nó cũng phải có 7805 là hạ ra để nuôi con này cơ, chứ mình chả biết con 7805 nó ở đâu. Đây là nó có cái chữ U này, là con tên là 431 đấy chứ. Để mình xem con 7805 nó nằm ở đâu nhé. Có khi nó chả dùng 7805 không, mà nó lại dùng tuần quy thôi. 7805 ơi mày ở đâu? Để các bạn chờ mình, để mình tìm nhá. Tìm mãi nó chứ, ôi con này, con IC này, con U6 này nó ghi chữ 7381 trừ 33, phải biết nó của nắp ra bao nhiêu vôn các bạn ạ. À, nhưng bây giờ bắt đầu test thử nhá. Nó có một nút on nạp ở đây, nút on ở đây này, và mấy cái này chắc là báo đèn nha. Bây giờ thì mình sẽ không sử dụng cái nguồn ắc quy đâu, ghê lắm. Mình sẽ dùng cái nguồn cấp nguồn của mình để nó chập cháy gì thì nó còn ngắt được các bạn ạ. Mình sẽ chỉnh bộ cấp nguồn ra 24 V, cao hơn một chút bởi vì nó đầy, nó sẽ cao hơn mà. Mình sẽ cấp dương âm ở đây, và dương khả năng nó chính là chỗ này đó. Chưa ăn cái gì cả, bây giờ mình ấn on này, chưa ăn dòng thì đâu, mình ấn on nhá để xem nó có chạy không này. Đấy, ai giả, nó báo chập luôn à, dã man không. Nó báo ăn dòng cái nó chập luôn rồi, nó ngắt luôn này. Hay là nó chập nên nó quá dòng nó biết được. Cứ cái kệ nó, để đo đạc qua cái đã các bạn nhé. Nó không ăn tí dòng nào nữa cả các bạn ạ. Thì lấy mát tại chỗ này luôn nhá. Thì ra đây là ra 12 V này đó. Còn cái chuyện này ra đây xem là bao nhiêu. À, như vậy là con ổ nắp 3,3 nhá. Như vậy con MSU này chạy bằng nguồn 3,3. Đầu vào chắc là 12 à? Đấy đúng luôn, đầu vào là 12. Như vậy nó không chạy 5 V mà nó chạy 3,3 nhá. Mọi người ạ. À. Và nó chả ăn dòng kia thì nó không hề chạy gì rồi. Để tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó không chạy nhá. Nó không chạy thì nó không kích được mà các bạn. Đây đo đầu ra xem có điện áp ảo không.
Đấy, cũng điện áp ảo 100 mấy này. 115V này các bạn này. Như vừa nãy nhá. Nhưng mình không thấy nó ăn tí dòng nào cả. Nó phải ăn được cái dòng cơ, như hiện tại đang không thấy ăn tí dòng nào mà mọi người nhá. Mình đang cố gắng muốn đo cái nguồn trên con tụ này này. Thì mình thấy hình như là dương ở đây này và âm ở đây này. Phải đo DC. Ở đây nó bốt lên được 270 rồi này các bạn. 270 280 rồi này. Thế tại sao mà lại, hay là con này ngon quá nó lại không ăn tí dòng nào à? Ê, cắm cái này vào thế nào. Cắm cái này vào thì chả gì cả luôn, chặt thế nhỉ. Được rồi. Cắm tải các bạn ạ. Đây là AC nhá, xem nó tải nó sẽ sụt mất hết sạch các bạn xem. Đấy, không còn tí nào nữa đâu mà. Kiểu như điện áp ảo mà. Thì cũng có thể vừa nãy cũng chỉ là điện áp ảo thôi. Nó kích chạy phát rồi nó ngắt luôn ấy. Vẫn có 300V nha mọi người nha. Vẫn có 300V này, giờ mình để mình thử làm nào để ăn tải 300V ra nào. Để yên các bạn, để yên như thế nhá. Để xem nó có ăn tải 300V không, để biết là mạch phần lưng áp nó đã chạy được rồi nên 300V đấy. Đó, ok nhá. Mọi người có nhìn được cái bóng nó sáng không nhỉ? Đây này mọi người mình xem lại nhá, tức là phần inverter nó đã lên được rồi, bây giờ động chạm lên cầu H thôi. Này này các bạn này, mình đang thử 300V nhá. Đó. Không chạm vào được. Đó các bạn nhá, nó đã có tải nhá. Tấm này là phần nhưng nó ăn dòng ít nhỉ, còn công nghệ mới giờ nó không ăn tí dòng nào luôn nhỉ các bạn nhỉ. Đi đâu đấy? Hình như đến nọ giờ đón em rồi đúng không? Nhỉ. Yeah. Thôi chờ. Chờ mình về. Mình về mình xử lý tiếp nhá các bạn nhá, xem có sửa được không. Tiếp nha các bạn. Như vậy là sau khi mình đã khoanh vùng như thế thì mình biết là cái cụm này nó đã chạy rồi, bây giờ chỉ còn từ 300V ở đây này, từ 280, đây 270 mấy là 280. Phách ra thành 220 AC ở đây là đang có lỗi rồi, cụ này trên cái cụm này nhá. Cách khoanh vùng và cách tìm đan nó là như vậy nhá mọi người nhá. Mạch rất mới luôn các bạn ạ. Đấy, còn điện không nhưng mà cứ phải xả. Hết rồi, còn có 3V, 2V thôi. Nhìn qua mắt thì cái chỗ con 78, 12 này khá là nóng nha mọi người ạ. Cầu H nhá, chạy theo kiểu nguyên lý cầu H. Một có bọn LTC dã man không này, đấu song song nhau lại dùng LTC nhiều các bạn ạ. Đây phân tích dòng chảy cho mọi người ra AC như nào nhá. Năng lượng DC 208 ở đây nhá. GDS nhá. Và nó sẽ ra xoay chiều 225Hz ở đây nhá. Nó ra đây này, nó đi qua LTC đến các tiếp điểm đầu ra đấy các bạn ạ, để nó ra đầu ra nhá. Thì mình chốt tóm lại là ra AC đây. Thì lửa chu kỳ mà đây bên này nó là dương thì sẽ như này nhá. Từ đây này, nó mở từ D sang S này, đi qua LTC nhá. Đi qua tải nhá, đi về đây nhá. Đi qua City đo dòng nhá. Về đây rồi, chúng ta mở từ D sang S để đi về. Đó. Tiếp theo là chu kỳ mà đảo gần lại cực tính. Đây là dương, còn đây là âm. Thì dương này mở từ D sang S nha. Đi qua là sàn. Đấy, như vậy là đây là dương rồi. Về đây là âm. Về này. Mở từ D sang S. Đấy, bốn con nó chạy cầu H, nó như vậy. Và tất nhiên là mình
cho mọi người dòng chảy đấy thôi, nhưng mà trong cái vấn đề là nó kích xung ra hay là nó kích xung với cái tần số là 50 Hz, và không biết là có giả lập được sóng sin không thì mình không rõ các bạn nhá. Là do con pick này nó quản lý này nhá mọi người nhá. Con pick này nó đưa ra thì nó sẽ điều khiển cách ly thông qua hai con chả biết là S2103 gì đây này các bạn ạ. Kiểu gì nó có mạch bootstrap để nó tạo ra một cái VCC để kích con gọi là chân S lơ lửng, mình gọi hiểu mình gọi như vậy các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ phải quan tâm cụm đấy. Giả sử có một con không kích chẳng hạn, một con lỗi chẳng hạn thì sẽ bị như thế nhé. Mạch điện rất mới luôn, chưa động chạm gì cả nhá. Mình thích sửa những cái mạch điện nó mới như này thì đôi khi tìm ban nó nhanh và nó không bị lát các bạn nhé. Bây giờ các bạn chờ mình phá ban thử nha, để bắt đầu đo đạc nha. On này. Đấy. Nó báo chập cái rồi nó ngắt luôn, tài thế chứ đấy. Hay là do cái bộ công của mình nó yếu quá. Đấy, 273, 280 này nhá. Thì nó ra chỗ này nó sẽ là ra là AC này. Đấy, như vậy là bị tiếp điểm dư le rồi. Đang đo ở đây chuẩn nhá. Đây nào. Xem có sáng được bóng này luôn không. Nó có thiện, nó có sơn phủ ẩm các bạn ạ. Tiếp điểm, đang nghĩ tiếp điểm rồi le lỗi. Kéo được luôn, các bạn thấy chưa? Kéo được luôn. Đi ra này, đi ra tiếp điểm rồi le là sẽ đi ra đến chỗ này này. Đấy, nó kịch có 100 bao nhiêu đấy rồi các bạn nhá. Tiếp điểm dưới đèn lỗi thì bây giờ nha, lại cà đây đi để xem cái tiếp điểm nào. Nó vẫn đang chạy nha, mình đang không sờ vào nó thôi. Tất nhiên là mình sờ vào nó thì với mặt đất thì mình cũng không bị giật đâu các bạn ạ. Mình đang cào cái này ra để cho nó ấy, cho nó tiếp điện. Đấy nha, bắt đầu nha. Cái tiếp điểm này, tiếp điểm từ đây này là đi sang đây, là đi ra đây nha. Tiếp điểm này ok nha. Như vậy là nó đi ra đây được rồi, nhưng mà đi ra đến đây không ra được này. Như vậy là cái tiếp điểm này chết toi à. Đây được mà. Đó. Đi sang đây được mà đấy, đi sang đây thì không được này. Nha, như vậy là cái tiếp điểm nó chết. Đây cho mọi người xem cái tiếp điểm nó chết. Tắt nó đi đã. Tắt nó đi thì nó vẫn tích điện này, sờ vào nó lại giật cho này. Bỏ đi sang thế giới bên kia thì thôi rồi. Mình phải cần phải xả các bạn ạ. Chả xả được nữa. Đấy đấy, vẫn còn tích điện đấy các bạn nha. Kinh lắm cái điện áp này này, nên chúng ta phải cần phải xả. Thì mình vừa nói cho mọi người là từ đây nha, nó đi qua con LTC sang bên đây rồi, nó đóng từ điểm này sang điểm này nhưng đang không đóng nha. Tiếp điểm đang tiếp điểm thường đóng đấy, cuộn hút chưa được cấp điện đâu nha. Đây là cuộn hút này. Có đúng không nhỉ? À, đây là điện áp đầu vào, 220 vào. Thế cuộn hút nó ở đây, cuộn hút đây nha. Cuộn hút đây thì là khi có điện áp, khi cuộn hút được 12V được cấp điện ở đây thì là nó giả lại mà khi nào cắm 220 có điện áp, mất không mất điện thì là cuốn hút có, thì nó sẽ đóng từ điểm này này đi sang điểm này thì đóng ok rồi, đóng từ điểm này sang điểm này ok rồi. Như vậy là đây là GAC vào, nó đi từ đây, nó đi sang đây, ra đây đến đây rồi, ra các lắc vàng ấy nhá. Đây là hai chân ra dốc vàng này, ra đỏ ngõ ra có GAC này, đóng từ điểm này sang điểm này ok đấy. Và khi mất điện ấy thì là nó sẽ tách hai cái này ra này, mà nó sẽ hai cái này đang dính nhau, hai này dính nhau, như hiện tại như đang không dính nha. Như vậy là chiếc tiếp điểm dơ le và đo nó ảo như là đo nó ra là 100V đấy nha. Đo thử nhá, chân này cái tiếp điểm này vẫn đo vẫn thông, nó ok này. Đó, những cái tiếp điểm này xem đấy, nó không còn thông nữa nhá, nó chỉ có một cái dòng dò nhỏ được 100 bao nhiêu vun này. Bản đấy các bạn nhá.
sau một hồi mò thì cũng đã tìm ra bàn sửa điện tử. Khi mà các bạn chờ mình đi tìm cái này thì mãi mới được cái lúng cao áp. Khi mà chúng ta am hiểu về mạch ấy, thì chúng ta sẽ dò và chúng ta sẽ không phá lát đấy. Như mình ấy, mình đã cô lập và mình không động chạm gì đến phần đấy cả. Mình đo được ở đây rồi thì mình biết đo được có 300V ở đây, à có 280 ở đây rồi, ok. Đo ở đây không có thì mình quan tâm đến cái cụm này. Nhưng mà trước khi mình động chạm đến cụm này thì mình sẽ đo phía đằng này trước xem nó có không đã. Khi ở đây đã có 220 ok rồi thì là cái cụm này lỗi các bạn nhé. Và thực tế là đã khoanh vùng ra được có lỗi là ở con dơ le. Dơ le thì chúng ta có để thay, không có thì chúng ta có thể tháo ra chúng ta thử xem có cạo xử lý được tiếp điểm không nha. Mình cũng dơ le này thì mình có có đấy, dơ le này cũng thông dụng ở bếp từ mà, nhưng mà mình sẽ thử sửa cho chúng ta tham khảo nhá. Cũng giống như vừa nãy sửa máy hàn đấy. Mình tháo ra mình sửa quạt luôn. Thế mới gọi là sửa các bạn ạ. Nó có cái keo phụ ẩm nên hút nó không sạch được. Ôi chặt thế nhỉ. Keo nó giữ đấy các bạn ạ. Keo nó đổ rồi. Như vậy là cái này này cấp điện ở đây thì không thì ok, nhưng cái này thì không đóng. Nhưng mà khi có điện ấy, thì cái này đóng sang đây ok. Ô, chập không nhả này các bạn này. Cứ chập đây mãi này, thế nào mà không xảy ra lỗi nhá các bạn nhá. Tóm lại nó vẫn tách được một bên, nó vẫn ok. Như vậy là con này tiếp điểm lỗi hoàn toàn, bị chập một con bên trong. Trên này bị chập không đó đá vào đây được. Nên tháo ra đá ấy xử lý là được. Các bạn nhá, nó đang bị chập tiếp điểm bên trong rồi. Đáng lẽ ở chế độ như này ấy, thì cái này và cái này đang thông nhau, cái này đang thông nhau, và khi có cuộn hút được cấp điện thì cái này sẽ thông nhau và cái này cũng sẽ thông nhau. Nhưng bây giờ ấy, là đang không có điện nên do đó nó không thông nhau, nhưng đang không có điện mà cái này lại thông nhau. Cái buồn cười dịch giặc ghê, sửa mới chữa. Ở đây cho mọi người xem thông số dơ le nhá. Dơ le đắt phết đấy, mấy chục nghìn cái dơ le này ở web linh kiện chất lượng trước mình mua rồi. Đó. Con dơ le này dòng có 8A nhỏ hơn của biết từ rồi. Biết từ nó dòng lên tận 16A cơ. Dịch giặc phết mới cho nó ra được đấy các bạn. Đây là bị sự cố gì mà nó là một lỗ được như này nhỉ. Đang mình chập đây này. Các bạn thấy không? Chập như hàn luôn. Mọi người nhá. Như hàn đấy. Tách nó ra thôi. Mài tiếp điểm thật chuẩn đi. Ui dồi, như hàn luôn đấy các bạn ạ. Đấy, đã tách ra được. Nên nó có lỗi gì không? Cái gớm này đã tách ra được rồi này. Mình sẽ xử lý lại thôi. Ôi dồi, các bạn không nhìn được cái dưới nhỉ. Đó. Nó thiết kế như thế đấy nha mọi người nhá. Thôi mình sẽ xử lý tiếp điểm rồi lắp lại thôi. Xem đến đây nhiều bạn thắc mắc là tại thay luôn cho người ta cái dơ le khác cho nó yên tâm, thì mình đính chính cho mọi người, mình cũng có đi dơ le thay đấy, nhưng mà mình muốn cho mọi người cái trải nghiệm là mình sửa nó, và khi mà chúng ta hiểu biết về nó và chúng ta làm tốt ấy, thì đôi khi các bạn sửa nó còn bền hơn cả dơ le chúng ta mua ấy, các bạn ạ. Mình có dơ le nhưng mà dơ le là tận là 16A cơ chứ không phải là dơ le 8A này. Tất nhiên lắp vào đây thì quá đỉnh, quá bền các bạn ạ. Nhưng mình muốn sửa cho mọi người cái trải nghiệm nhá. Làm rất là sạch tiếp điểm các bạn ạ. Và mài giấy giáp, mài nhẵn tiếp điểm nó rồi. Nó bẩn xung quanh thôi chứ nó không thể bẩn được cái vị trí tiếp xúc nữa. Thì chắc là sẽ là ngon lành. Để xem thời gian nó hỏng đến lúc nào. Nhưng không hiểu sao nó lại lỗ như thế. Dòng chảy nó sẽ đi từ dây này sang dây kia mà tại sao nó lỗ chân đấy, nổ tiếp điểm đấy mà tiếp điểm bên cạnh không gì. Vẫn vàng đẹp. Chả hiểu luôn. Nên trong vấn đề đôi khi bị hỏng hóc mình không thể hiểu được tại sao nó lại bị như thế.
Có thể là cái tiếp điểm đấy là họ bị trong quá trình sản xuất cái vị trí đấy nó bị mô ve bị bẩn chẳng hạn, thế là nó mới không tiếp xúc tốt, hay là dòng chảy qua nó lớn này là nó mới lỗ, thế thế là đoán thôi, còn đâu thực tế như nào thì Chúa mới biết được các bạn ạ. Mà Chúa đi đang bận đi đi chơi thì Chúa cũng chả biết ở đâu nha. Bây giờ bắt đầu nhá, thử lại lần nữa nhá. Tôi đo thôi, có 220 ra là được nhá, không không cần thử bóng đèn nữa. Ghim điện này on nhá. Đấy. Nào đo đây xem có chưa. Ô, chả có à. Đấy, 225 vô luôn nhá. Ok nhá, đây bóng điện sẵn đây, thử tải luôn, mình không cần đo tiếp điểm nữa bởi vì chắc chắn là tiếp điểm đã thông rồi. Bởi vì mình sửa xử lý vừa nãy mình đo thông hết rồi, đó, đã sáng rồi. Thôi, lắp hoàn thiện, ban này gọi là ban ngon ăn các bạn ạ. Chứ nó chết cái cụm này thì mình cũng sửa ok nhá, chứ nó chết con mờ su kia thì mình bó tay thôi. Mình xả hết điện đi để mình lắp vào, không nó chập nổ. Nó vẫn tích điện bên kia đấy các bạn ạ. Ác quy của JB Made in Việt Nam, cho mọi người tham khảo phát lỗ nha. Các bạn xem này. Ôi kình dừa. Các bạn biết nổ cái đấy là nổ cái gì không? Nổ đấy là dòng nạp cho hai ông tụ to bự này này, 4700 35V 4700 hai con nhá. Đã lắp xong nhá. On nhá. Đấy, sáng chưa? Nha, bây giờ cắm điện đờ vào này. Đấy. Đấy, bây giờ đang lấy điện đầu ra nhá, ở đầu vào nhá và đang chế độ lạp nhá, mọi người nhá. Còn đâu khi mất điện này, các bạn sẽ để ý mình mất điện này. Mất điện này. Chạy luôn. Ok. Video cũng đến đây là kết thúc nhá. Chào tất cả các bạn.